Ngày 13 tháng 2 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. Tại nhà, trước khi đến trường, những lưu ý sau cần thực hiện để tăng cường sức khỏe. Súc miệng họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ cho học sinh. Nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Đối với sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, tự đo nhiệt độ. Nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không vào trong trường. Bảo vệ nhà trường, hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường. Tại trường, trước khi học sinh, sinh viên, học viên quay trở lại trường học, nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống, hợp vệ sinh và mỗi học sinh có cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học. Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Tổ chức chào cờ tại lớp học. Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường, cha mẹ học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết. Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn. Quy trình rửa tay của Bộ Y tế như sau. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại, làm tối thiểu 5 lần. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay, làm tối thiểu 5 lần. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia, làm tối thiểu 5 lần. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch ngón tay cái, làm tối thiểu 5 lần. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô. Lưu ý, thời gian mỗi lần rửa tay là 30 giây. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi miệng và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn. Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi. Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi. Trong thời gian học, khi giáo viên phát hiện học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên. Trong thời gian học, khi giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế thông báo ngay cho trạm y tế xã, phường, cơ quan quản lý
đồng thời cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên. Công tác khử khuẩn tại nhà trường. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Trong thời gian học, mỗi ngày một lần, sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Mỗi ngày 2 lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được. Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở tại trường học, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với virus corona, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Bố trí đủ thùng đựng chất thải, có nắp đậy kín và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.